nhóm tuổi teen dàn cảnh nhìn đều để cướp của người đi đường. Theo Zing News, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhóm cướp tài sản ở cầu Cong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Người cầm đầu được xác định là Lê Đức Quyền, 15 tuổi, quê Quảng Ninh cùng 6 nghi phạm khác, từ 14 đến 19 tuổi. Theo cơ quan chức năng, nhóm của Quyền bỏ nhà đi lang thang, không có công ăn việc làm nên thiếu tiền tiêu, lên kế hoạch cướp tài sản. Chiều mùng 7 tháng 8, Quyền và Hòa chuẩn bị hai con dao cùng cả nhóm đi bộ ở phường Vạn Phúc để tìm con mồi. Đến khu vực cầu Cong, nhóm nghi phạm phát hiện anh N, D, H, T, M, D đang đi bộ và tiếp cận. Chúng lấy cớ anh đi nhìn đều, tên Quyền và Bùi Văn Nam, 18 tuổi, quê Hòa Bình túm cổ áo hai nạn nhân để Lương Tiến Hòa, 15 tuổi tắt anh đi. Sau đó, cả nhóm lôi hai nạn nhân đi lục soát, lấy chiếc Samsung J8 của anh H và iPhone của anh đi. Các nạn nhân bị Quyền gây thương tích bằng dao. Trước khi bỏ đi, nhóm của Quyền bắt hai nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại. Gây án xong, cả nhóm đem bán chiếc Samsung được 1,1 triệu đồng. Ngày 7 tháng 8, nạn nhân trình báo vụ việc đến công an sở tại. Sau khoảng 3 ngày điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ toàn bộ thành viên trong băng cướp. 8 thanh niên Hà Nội bị khởi tố vì cầm phóng lợn đuổi chém nhau giữa đêm. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8, Công an quận Long Biên Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm này gồm Nguyễn Trung Kiên, 20 tuổi và 7 thanh niên khác có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, đều trú tại Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm của Kiên hẹn đánh nhau với nhóm đối thủ tại khu vực nhà thi đấu Gia Lâm. Khuya 23/7, Kiên nhắn tin cho bạn chuẩn bị vũ khí là phóng lợn để đi đánh nhau. Khi di chuyển trên quốc lộ 5 từ hướng ngã tư Châu Quỳ đi lên đường Nguyễn Văn Linh, hai nhóm chạm mặt, đuổi nhau đánh nhau. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng.